con, ba cô chú, anh chị và các bạn đã xem kênh Dân Giả Đồng Quê nha. Chào cả nhà chơi. Hôm nay thì mấy cha con đi kéo lưới nha ông bà cô chú. Đây là cái tay lưới kéo nè. Hổm Tiền đã khai trương hết lần rồi. Bây giờ kéo lần này là lần thứ hai nha. Thì ở trên đầu cồn là cha cũng phát hiện một bầy cá. Nghe nói là nheo dữ lắm nhưng mà chưa biết là cá gì. Có người thì nói cá lòng tông, còn có người thì nói cá linh. Giờ mấy cha con sẽ đem lưới lên đó kéo rồi xem cá đó là cá gì. Không biết là kéo ra sao. Bé cua ghê thiệt. Bữa nay là có boss đi theo nữa. Cỡ này là đi làm gì boss cũng chạy theo chứ. Cỡ này biết đi rồi. Trời á, giờ này đang chuyển mưa âm u hết trơn. Cỡ này là vô áp thấp nhiệt đới hoặc là bão rồi đó. Ngày nào cũng mưa hết. Quẹo lên đây. Chắc bão quá à. Ốc quắn. Đi theo mò mò mấy cái cây là chắc cho ốc quắn cho không chỉ chân để xem thử coi cái gì. Ủa cây chuối sao? Ốc quắn. Mà vậy đó nó mới sốc. Lúc trước á là kéo trên tay á là cá tra nhiều dữ lắm, còn bây giờ chắc lục bình nó hết rồi cho nên không thấy cá tra nó ngớt nữa. Chùm vô cái này trái nhóc trên được tạo muốn xanh. Rồi tới chỗ rồi ông bà cô chú ơi. Lúc trước ở trên đây là lục bình, dữ dằn lục bình luôn. Nhưng hôm nay trống lỏng hết trơn rồi. Cho nên là đem cái tay lưới đánh lên đánh mới được. Phong xuống nước giữ ngán nha. Giờ xả lưới từ từ rồi ốp qua luôn. Lấy cái cây luôn, cái cây Rồi đi ra. Giờ cha sẽ bơi từ từ rồi mình ốp luôn. Dương, dở phao Dương. Dương, dương cây dầm nè Dương. Giờ sẽ chạy kéo một đoạn. Chắc này là mưa lâm găm luôn rồi đó. Giác này đi xuống nước là lạnh dữ. Này nhờ gió xuôi cũng đỡ. Không thấy cá bay cá nhảy gì hết trơn. Thank you.
Rồi bây giờ kéo lên. Rồi con leo lên đi, leo lên đi rồi chị dở nè. Tính hả? Dưỡng mưa à. Chưa thấy cá nhảy gì chưa? Cái gì vậy? Cái linh hay gì vậy? Ngập đầu. Vậy đó. Nãy giờ bệnh có thấy cá không Dương? Có vậy được mấy con. Ồ có cá linh. Cá linh non. Cái này nó nặng như múc đất rồi. Múc đất rồi kìa. Ủa, nó con gì cá gì quẩn vậy? Cá nhiều quẩn. Nạo đất dữ vậy. Có cá linh. Có cá linh. Ôi ôi cá linh này ngon dữ nè chị cha. Ủa, cá linh, cá linh nguyên quạt cá linh chứ không phải cá lồng tông. Ơi à, con goofy kéo đi kéo không rồi. Ô gồ khoan 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 im ngừng. Bắt đây nè, lên rồi. Nó biết khôn nó không có đi đâu. Cá phi hay gì quẩn quẩn đó kìa. Nó bắn cái thầu dừa, cái diện chị hổng lên bao nhiêu. Rồi. Ôi trời ơi, Nguyễn Bạn hết kìa. Kìa. Kéo đi. Ôi Nguyễn Bạn, đừng vũ dưng. Cưng ký giật kịp ép phao lên đi là nó xuống à. Này vô Nguyễn Bạn cái linh luôn à. Nè thăng phao lên thăng phao lên quá trời cá nó lên. Vậy là chiếc à ơi. Thao lên chưa? Cái mạnh lên. Ừ. Ồ. Cá linh ngon nè. Này là cá linh đầu mùa nè. Cắn thao lên chưa? Dạ thao lên chưa? Bỏ phân tùm lên đi. Phân tùm lên. Con bên kia không? Ừ, đúng rồi. Cái này là cá linh đầu mùa luôn, thật sự luôn nè. Dương nắm cái thịt này đi Dương. Nắm chở anh ba kìa, nắm chở anh ba buông phao ra đi. Rồi. Đắt hay gì nặng dữ không? Múc ba cái đắt kìa. Quá trời đắt luôn rồi, nặng rồi. Trời ơi, nó gieo nguyên một bầy rồi kìa. Cá cha cha. Cá cha, cá cha, cá cha. Qua cho nó lên đây. Ba cá linh cũng cầm á. Ủa.
cá linh. Móc cái này ra. Để cho nó được này mình cá linh thử. Đây. Rồi. Này cá thiểu dữ lắm luôn nè. Hai ba con luôn hay gì á? Thấy không? Con một bạn, con một bạn. Trời ơi, cá linh nhiều lắm luôn á. Cái này lụm đi. Cái này lụm đi. Đấy cũng đá lụm. Nè cha. Bạn bắt cá ta đây. Để ngoài đi. Để cá ta ở ngoài đi. Đâu được. Cái này chịu khó hơi lựa. Giả lên dũng luôn cha. Giả lên đổ vô luôn. Đưa nó đi. Rồi, bên đây nè. Đá luôn, để nó dạ. Ui, nhiều quá. Nhưng mình lựa ra mới được. Lựa chút đi. Đó. Giờ ngồi lựa chút xíu đi. Để cá linh này nó mau lắm. Kìa đưa gỗ cho anh ba xúc kìa. Cái này bả con nhúc. Này lựa mệt luôn. Lụm mấy cá linh hả? Cưng xúc vô gỗ đi, cái cưng đưa xuống nước đó, cưng gạn nè. Ít ít thôi, đưa xuống nước gạn hả, sập là được à. Dừng nó lựa cái này là mệt xỉu luôn. Dừng để giả lên cho anh ba phân. Chị này vô mánh à. Lụm cá ha. Dở lên sạch với cái mình lụm cá nha. Nó chắc cũng một thao này nè. Ít đồng. Cho để vô gỗ cái sàn cho nó sạch cái là nó ra cá. Có thiểu nữa nè. Cái gì vậy? Cái dù. Đây 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 chị xúc. Nè. Này mà có một nha. Quả gì? Nè, cá linh không à. Để... cái cá thao kìa, cho lấy cá thao nó riêng ra. Không, đó, đổ vô thùng đá đi. Thùng đá ấy cho sạch nè. Cha không lụm ra luôn hả? Cá này ăn rõ không? Cha bỏ đi phá đi. Đúng rồi. Cá này ngon, cực kỳ luôn. Bóp. Giờ ngồi lựa mấy cá linh này trước cái đi. Cá linh này vừa móc hầu. Vừa móc luôn á, này vừa ngon luôn đó. Bữa nay phải có ông chú ngon rồi. Chú thì về dưới rồi. Gặp cá này là mê nè. Cá này là vừa ăn luôn đó, mềm. Vậy là cái này là đầu mùa có cá linh lai gai rồi đó cha. Có lai gai rồi. Gai là cái này là mùa nước nổi rồi đó. Con này con cá cha hay là con cá sát ta? Không. Nè. Cá cha quá. Cá cha hả? Ở đây cá thiểu nhiều nè. Đây cá thiểu nhỏ nhỏ nhóc chân nè Phong. Đánh có một lưới mà nhiều đây nè. Cá này là nhúng giấm là ngon hết sảy con bà bảy. Con muốn gặp cá linh này vừa một hậu.
hầu cá còn gì của còn gì của nữa Phong ơi, về ăn cái linh sò gắm Phong ơi. Ghét gì anh Phong ơi. Quá trời ngon luôn rồi. Thế là nãy con đem ba theo ba cái gỗ đó đó mà cha con kê ghê nhiều nữa. Này lựa cá là mỗi tay thiệt nè. Để vô miếng muối cho cái cá mình nó cứng, con cá nó tươi xanh nha. Là mấy cha con sẽ đánh lưới thứ hai nha ông bà cô chú ơi. Thì mẻ lưới đầu cũng khá là nhiều. Toàn là cá linh không à. Bây giờ qua đây đánh lưới nữa coi sao. Ở đây thì có đặt mấy cái vớn nữa. Dạ. Cho ở đó luôn cho chạy theo. Tới cùng chưa ta? Rồi lại kéo dây lên nha. Chà xuống chà cắm cây ngán chịu cái vỏ lại. Có gì đâm đâm không? Dính cá chục ký thì làm mấy ký gì? Thấy không? Đóng con dây lại vô. Vô. Hẹt không? Hẹt không? Mày không xuống ha, một lát là bỏ mày lại đây luôn đó. Mấy ngốc này nhảy. Chặn cái cây chè gãy chỗ này. Đây là rồi. Được không? Chị qua đây luôn, chị qua đây luôn. Qua đây luôn. Rồi. Qua đây. Ôi cá linh nó văng ra ngoài nhóc chân nè. Rồi, lưới nó bột bột kìa. Có sao? Ủa, nó. Chú. Cái gì? Cái có rồi đó. Cái vô nguyên bảy cái linh có ục rồi đó. Cá nheo nguyên bảy luôn rồi kìa. Cái này không có cá trắng bởi vì không nhảy ha. Có cá trà vinh với cá rảnh được. Nhảy gieo gieo. Ừ, nheo rồi kìa. Bút đắt rồi lên xịn ủng ủng. Đứng tới không dạ? Đứng tới, sau bắt giò. Có cá lên chưa Dương? Cá lên chưa? Có lại tụng cho rồi. Vậy mà nước ở đây sâu ghê ha. Hút đắt dữ rồi. Ở đây nó rộng hơn cái chỗ nãy. Trời ơi đắt quá đắt rồi. Theo lên vỏ nè. Nheo lên tùm. Cái gì? Nheo hay mút đắt lên ủng ủng. Ừ nheo nheo nguyên vậy luôn kìa. Đó, đó, linh, đó. Dữ rồi, chuyến này dữ hơn cá bậy nãy nữa rồi.
không kéo phao. Vừa kéo phao vừa kéo tùng lên chưa? Cưng phéo ra, cưng phéo kéo phao 2-3 cái, cưng cưng vũ cái tùng này, léo lên cái. Trời ơi, nguyên vậy nó nheo kìa. Ừ, kéo 2-3 cái dở cái tùng lên. Sập hết rồi. Nặng dữ rồi. Đây mà bả quá bả. Quá chỉnh, chỉnh còn kéo không biết. Được cơ, tao ấy vào đó nãy giờ. Vớt cái đó ra luôn đi cha. Ồ, ồ nó bán nguyên cây. Trời ơi, hàng chi nãy giờ nó nặng ịch. Sao không thấy cá lên vậy trơn đây nè chứ. Nó nguyên cái tàu dừa đó. Đó, nghe nghe chú tùng thấy không? Kê sao lít tùng. Rồi, kéo đi. Quá tròn bả luôn rồi nè. Ở đây nhẹ liền. Dính cái đầu dừa kìa. Múc đất ra một đống luôn. Hết cái này chở ra luôn cha. Đồ cho nó ra luôn. Đây có cái thau, cái giỏ thau. Cái thau đó nặng. Múc chặt. Xịn. Đồng cái này là quá cái gì? Đồng quá cái. Quá, cái này quá. Thứ này bả dữ lắm nè, không biết có cá không nè. Rồi, rồi kéo tùng lên không ơi. Đồ ra ngoài. Không có đây này. Quá bả rồi. Quá trận xịn luôn. Nhiều lo lắm mà anh đi làm cái tụng mới đi có cả chạy qua. Cám kiệm. Dạ. Dạ. Gì? Bự không? Đậm tay quá. Không chừng cá cha hay cá phi gì chứ gì. Cha. Chị ấy coi đó nha.
Trời ơi dữ lắm rồi. Gờ nó dính nè. Đây nè. Đây nè, dữ quá đó. Chóc kìa. Rồi dính nó không? Ôi ôi cái chai nhỏ nhỏ không nè. Này về gọng sống cha. Thấy sống không? Đem về hầm thả. Chai nhỏ nhóc nè. Nè, nguyên vẹn cái chai nhỏ luôn. Đây ấy về. Thả. Thả vô oxy. Đây cho Vĩnh nha. Cái gì trên này Dương qua đây lụm cá cha bỏ vô thao Dương. Bắt cá cha nhỏ thả đi về chị hai thả xuống hầm. Nè. Cái râu kìa kìa, chỗ đó kìa. Đúng lắm kìa. Dưới này nè. Đâu? Mới thấy cái râu á. Phải không? Chị thử câu cá sặc tôm tôm. Bậy này là cá cha không con không đó cha. Ừ, con cá cha bự gì. Chỗ này làm sao vậy? Lấy cái gỗ rồi chị lấy gỗ kia chị sạc. Nè mình bắt lên từ từ đi. Lấy cái gỗ bự đó đó, gỗ cái sợi đó đó. Sợi ha. Rồi lượm mấy cá cha nhỏ thả đây đi để chị hai về thả hầm liền. Nguyên vậy cá cha con không à. Với cá sặc. Đây lưỡi thao đây hai lụm chưa. Lưỡi thao qua đây. Ừ. Mẻ này xong là đi về luôn rồi. Nguyên bảy cá cha. Nhờ bảy kia có cá linh. Hôm nay không có gì ăn luôn rồi. Đi về luôn. Mới cái sặc đó lụm bỏ ra luôn đi Dương ơi. À, nãy giờ cũng kéo được hai mẻ lưới đó không bà cô chú ơi. Thì được nhiêu đây nè. Cái này là cá cha con. Nữa thì sẽ đem về hầm thả nha. Còn được mớ cá linh kìa. Nói, bữa nay là dư sức bữa ăn rồi đó. Nè, lụm mấy cá linh nè. Rồi, thì đi về luôn. Dương mớ cá sặc. Quá trời, chỗ này nó bả. Kéo lưới cũng đã về tới nhà rồi đó ông bà cô chú ơi. Đây, được mớ cá linh nè. Cá linh non rất là ngon luôn. Cá linh đầu mùa luôn nha. Cái này cũng cả ký hơn cả ký á. Cỡ này đây sắp tới là có cá linh ăn lai gai được rồi đó. Bây giờ hôm nay là cá linh này sẽ nhúng giấm nha. Cá linh đầu mùa nhúng giấm chắc là ngon lắm.
Tại vì thường thường cái linh đầu mùa cái xương nó rất là mềm luôn. Vì vậy sẽ sắc mớ ớt để mà ướp mớ hành lá nữa. Vậy xương mềm mà đâm cái mụn luôn. Đâm cái mụn thì xương mềm sao đâm cái mụn được? Bụng á. Cái bụng hả? Rồi đâm cái bụng mà nghe đâm cái mụn. Sắc miếng hành lá này mình ướp. Thì hôm nay á, rau á, thì có đi hái được mớ bông điên điển nè. Rồi diện có cắt thêm ít lục bình nữa. Rau muống, rau nhúc. Bữa nay ăn 4 loại rau nha. Rồi quay qua chị sẽ ướp cái phần cá này. Cho xíu bột ngọt. Đường. Cho xíu muối. Hạt nêm. Miếng nước mắm cho thơm. Ơi. Tỏi sấy. Nói. Thôi ghê thiệt. Rồi bây giờ dì sẽ cho miếng ớt vô. Hành lá. Miếng củ hành tím. Tiêu. Rồi trộn đều lên cho nó thấm gia vị. Ui. Hôm nay ăn món này là hớt sảy nè, đặc sản của miền sông nước nha. Với có chỉ có cái mùa nước nổi thôi mới có cái loại cá này để mà ăn. Một năm là chỉ có một lần thôi. Vì vậy sẽ sắc bắp bếp ga lên để mà khử nước giấm luôn. Tại vì chỉ khử có cái nồi nước giấm không à, cho nên sử dụng bếp ga nhỏ. Vì sẽ cho miếng dầu ăn vô để mà khử nước giấm nha. Cho tỏi. Củ hành. Và ớt luôn. Phi lên cho nó vàng thơm. Tỏi vàng thơm rồi. Vậy vậy sẽ cho nước giấm vô. Nước giấm này á, thì của thím ba. Của thím ba nuôi á. Chua dữ lắm. Bây giờ chị sẽ trước tiên sẽ cho bao nhiêu đây đi. Rồi pha thêm nước lạnh. Để chua quá là mình không khoái được. Cái mùi giấm nè, nực nồng luôn. Cho thêm nước. Đây là ba ống nè. Nặt rau muống. Còn rau muống kìa con. Lặt rau muống đi. Cho vô xíu muối. Lặt lá. Lại gì Út dạy cho con lặt. Xíu bột ngọt. Con lấy cái dao cắt gì con? Được, lấy kéo cắt. Cũng được. Cái này dao cắt cũng được hả? Kéo á. Hạt nêm. Dặn vô xíu nước mắm cho nó thơm. Rồi, chỉ chờ cái phần nước giấm nó sôi lên nữa là ăn được nha bà cô chú. Xong hết rồi, thì mời ông bà cô chú, anh chị và các bạn cùng thưởng thức cơm với gia đình nha. Hôm nay là ăn cá linh nhúng giấm. Đây, thật cá linh quá hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ cho cá vô nồi luôn nha. Cá này thì để vô là ăn liền được á. Mà lắm. Cái này mà gặp ông ngoại bé Miêu là tái chanh rồi đó. Quá ngon. Để con muốn vô luôn không ơi. Cá linh đầu mùa nha. Mời anh Phong chị Loan ăn cá linh nhúng giấm luôn nha. Ngon quá anh Phong ơi. Anh Phong chị Ngân về ba luôn. Về sớm quá phải ở lại là dẫn đi kéo cá linh rồi. Thêm ông ngoại bé Miêu nữa. Hơn chứ mình ăn đầu tiên hơn ai quá. Ông ngoại nuôi như là ông ngoại đây. Ông ngoại nuôi á. Ngoại nuôi đi về dưới sáng. Ngoại đi về dưới hồi sáng rồi. Ông ngoại đi về. Giờ bự
bạn bớt nó cũng đi về bớt không ngủ sải tay cho ăn là bớt ơi. Không, bữa nay à, mọi bữa hô dọn ăn là có mặt tới liền rồi đó. Bữa nay là dữ lắm rồi, đi theo cả thục thịt thục thịt. Không, con mệt con, quá con, rồi dở cá này đưa vô là con đóng bóp lại rồi đó. Bóp sẽ không ra được rồi, mời cả nhà ăn cơm. Nóng nghỉ rồi ba, nóng nghỉ vô đồ quan bên đi chai dằn à. Để bên đây Út Dương à, đi biển chỉ cần biển cá xào giống là ăn thôi, không ăn rau gì hết. Cá nhúm ngoài cả nhà nha. Cá này là cha ăn cho sợ khỏi còn sống. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Cái này nhúm luôn nhé thôi. Mời em tắt chung Dương kìa. Rồi ớt thì dọc đây. Mời cả nhà. Cá này là ăn nguyên xương, ăn tốt cho sức khỏe luôn. Chắc mình là người ăn cá linh đầu tiên của mùa nước nổi. Nó là giới cũng chưa có chạy nữa. Mềm ha. Cá linh đầu mùa mà. Cái đầu nó mềm đụng luôn. Cái này ăn nhiều giống nhiều. Nhúng nhiều quá con gã dạ. Nhưng mà con thích không biết ăn cái đầu mình bớt ra đúng không? Đúng rồi. Đậu muống này mình đập dập ra hơi hơi vậy nè, nhúng ăn nó giòn. Vậy cũng qua bà miệng điển mình không dám. Không dám bà một miệng điển còn gì nữa. Cá linh non này làm gì cũng ngon hết trơn. Chừng bột cũng ngon. Khô me cũng ngon, khô me cũng ngon. Nhất là khô me cái này như trái anh chưa có. Mà cái này không có me trái. Ngon mèo. Mình làm như không trúng món hay gì em luôn à. Ngon. Ừ. Ừ. Mày ăn cái con chị con bỏ thêm vô. Ừ. Ăn đây con ăn đây chị lấy thêm vô. Cái này mà để lâu quá nó không ngon. Nó trứng giờ chín rồi. Cái này á ăn với đặc biệt là ăn với rau muống đồng á nó mới ngon. Rau muống gạo nhúng không nhau. Có bà ba rồi rồi giờ ai gửi chén đây? Dạ sao gửi chén đó. Chắc mêu quá. Nó đã. Dạ. Dì hai ơi gửi chén. Thợ mới hỏi cá linh đâu không về đâu chừng 3-4 ngày nay chứ. Dạ. Có cá linh chưa? Không nói là ba đi lớp luôn không? Ừ. Thì ông ngoại chưa? Ông ngoại chưa có đường nhâm gửi chén bây giờ. Ông ngoại chưa cần gửi chén giờ. Nó ăn ngon quá ông ngoại ăn sao gửi chén bữa đi. Ăn sao? Ở trên đó cá hiểu cũng nhiều lắm luôn á chà. Ờ, cá hiểu. Cá hiểu nhưng mà cái này nó nhỏ quá. Nhỏ. À, cái lưng này được rồi. Trời ơi, bữa nay ăn cơm ngon quá cả nhà ấy. Cá linh nó mềm mà nó ngọt. Hương cái đầu luôn rồi. Ờ, hương cái đầu luôn. Đó là hương luôn con. Nhảy xương luôn. Nữa. Tới miêu mà cũng còn ăn nữa mà. Mới ba mới để vô quất lên cho cá. Cái này ăn gao bên. Giống ba, gao ba, bên cả để cái đầu. Ừ. Để lộn xộn ừ, nghe luôn. Ngon không? Ừ. Quá ngon. Cái linh nhúng giấm không Kiên Giang ơi. Quá nhiều phong.
kêu nó không biết phong nào. Phong Kiên Giang mà tới phong Mỹ. Ngoại mê còn bữa nay cái gì về. Bữa nay phải có ổng ở nhà, ổng ở đây ổng tới chanh rồi. Tới chanh rồi đó. Có anh Phong là bạn với con á. Ừ. Như tao lắm. Mặt chúng bạn. Ừ. Nhưng mà cái miệng khác. Ừ. Mũi khác nữa. Mọc giống ba mà cái miệng khác, mũi khác. Khó ngất lên cao rồi không cho gọi lên thôi. Con mặc hình gì ba? Ừ? Mặc hình gì? Hình gì? Con cái mặc hình gì á? Cái lần này là 200 mấy ký. Một mặt sẵn. Cái cỡ cái này có đâu 200 mấy. Nói năm là năm ngoái là đầu mùa đó. Năm ngoái anh là bảy à? Bảy cũng có. Ba. Ngày mới có giữa ba. Giữa tháng 6. Cái mặt sao vậy? Chứ mỗi lần nước nhiều là đầu tháng 6 là có cái linh lai gai mà. Nước quay sớm có. Cái này hết nước quay mà. Quay mà điều chưa có nó đục. Chưa đục. Con thấy là nhưng con thấy chị nha. Bông ngoại hình vô. Bông ngoại hình tam giác mà. Bông ngoại hình trời. Con gọi ăn một cái nữa không? Dạ. Ừ. Hôm nay đi kéo lưới được cá linh. Cả gia đình được thưởng thức món cá linh nhúng giấm đầu mùa rất là ngon luôn á ông bà cô chú ơi. Thì Viền cũng xin kính chúc ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ nha. Giờ xin chào và hẹn gặp lại ở video kỳ sau. Bye bye. Bye bye.